Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tí nè. Dạ. Tí, nó có bảo này. Dạ. Ở đây. Dạ. Hộp bữa này ấy, 2-3 trung tâm họ phát hành DVD mới nhá. Dạ. Cô phải đi có chút việc. Chú Tân mày thì bận sang băng ở trong nhà. Chỉ dạ. Có một mình mày coi tiệm thôi nhá. Cẩn thận nó coi chừng mất cắp nhá. Thôi dạ. Cô đi nhá. Dạ. Thế cô ơi. Sao? Thế cô biết hôm nay hàng họ về nhiều lắm, sao cô không ở nhà phụ con bán hàng với? Thì tao biết là hôm nay là bận rộn. Nhưng mà tao đỡ lỡ hẹn với người ta rồi. Làm người phải có uy tín. Cô đã lỡ hẹn với bà Đào rồi. Lỡ hẹn không được, mất uy tín. Biết cô... chưa? Vậy cô hẹn với bà Đào làm gì mà quan trọng thế hả cô? Đánh tứ xác. Gớm. Kỳ rồi cô vừa hẹn ông nha sĩ để chỉnh răng mà cô còn bỏ hẹn đánh tứ xác có gì mà quan trọng. Ôi, đánh hẹn nha sĩ thì có một mình ông nha sĩ ông chờ mình. Đằng này đánh tứ xác tới ba tay đang chờ tao lận. Tao mà lỡ hẹn thì tao mất lòng tới ba người lận. Phải không? Dạ. Thế nên cái gì chứ đời cô ấy, đánh bài thì không bao giờ lỗi hẹn. Biết chưa? Dạ biết. Thôi đi nhá. Dạ bye cô. Thấy cô ơi. Cái gì? Sao cứ giật ngược lại? Hôm nay thấy cô hơi là lạ. Sao? Đâu cũng quay một vòng em xem nào. Để thấy thấy cô sang trọng có phải không? Không. Sang thì không sang nhưng mà thấy dạo này như cô phát tướng thì phải. Thế con này, con danh này. Tao ghét cái kiểu nói ăn nói màu mè kiểu Bắc Kỳ của mày lắm nhá. Tao béo thì nói mẹ béo đi. Tỉ cặt, phát tướng với lại sang trọng với lại thôi bây, nhiều chuyện quá, tao đi đây. Thế cô ơi. Sao? Tối nay cô có về dùng cơm gia đình không để con dặn chú chờ? Cơm nước gì? Hôm nay mùng 1, thầy có hẹn với tao rồi. Đánh tứ sắc xong rồi ghé chùa ăn cơm chay. Dạ. Được chưa? Dạ được rồi. Thôi cô đi nhá. Dạ chúc cô may mắn nha. Giật ngược như vậy chắc đánh xui lắm nhưng mà phải không đâu. Chán. Bye cô nha. Cảm ơn. Trời ơi, tiệm băng gì đó bự thù lù à. Tiệm muốn mỏi cái chân mà chưa tới cái quầy nữa à. Gái hay gái, có Paris bài này mới nhất ra chị cưng. Dạ thưa chị, chứ mi phải gọi giúp bằng gì nào? Mình đang giữ, không muốn gọi sao cưng gọi. Nhưng mà gọi mình chị đẹp, mình thích hơn. Rồi chị đẹp, đây có đây. Dạ đây. Này băng gốc hay băng sen đi em? Dạ băng này băng chính gốc ạ. Thôi bỏ lại, có băng sen không? Dạ có, chị đợi em tí nha. Ừ. Em có đây này, nhưng băng gốc thì 25 đô. Mắc. Mắc. Băng sang chỉ có 10 đô thôi. Còn mắc. Thôi vậy, chỗ chị quen tiệm chúng em thì em bán chị 8 đô thôi. Được đó cưng. Nhưng mà em nói chị nghe. Sao? Tiền nào thì của nấy. Ừ. Chị coi băng chính gốc chắc chắn hơn băng sang chị ạ. Trời ơi em ơi, nhưng mà băng gốc nó mắc hơn băng sen. 25 đô mắc quá à. Đâu có mắc gì đâu. Mỗi năm Thúy Nga Ba Di sản xuất chỉ có 4 cuốn DVD. Mà nếu mà chị coi toàn băng gốc thì cả năm chỉ tốn có mỗi 100 bạc chả nhẽ chị mua không nổi. Gì? Cái gì mà mua không nổi? Trời ơi, chị bận toàn đồ hiệu không đó nghe em. Nè, áo bê đê, quần BCBG. Trời ơi, bận một lần. Hoan, nhà của chị nha, chén, muỗng, nĩa, ly, tách gì đó chị chơi đồ nhựa không mà xài một lần. Hoan, bởi vì DVD chị mua cái loại 8 đồng thôi, coi một lần. Hoan, mua chị cho nó tốn tiền em, kỹ thuật bây giờ nó tân tiến lắm. Băng gốc cũng như băng sang lãi thôi. Làm sao mà giống nhau được chứ hả chị? Ừ? Chị coi băng sang á, băng nó bị nhảy này, à? Bị mờ này. Rồi chị chơi dở. Tội nghiệp nhà sản xuất người ta bỏ cả triệu ra người ta làm băng chứ chị. Ý trời ơi, em nói chị mới để ý nha. Hèn chi đó, chứ chị coi băng sang nhiều quá đó em. Cái băng sang nó nhảy dữ lắm. Bởi vì chị cũng nhảy tưng tưng theo nó luôn vậy đó hà.
Còn nhiều khi nha, màn hình hả, cái đầu nó nằm ở trên đây nè, còn cái mình nó nằm tuốt ở dưới đây vậy nè. Trời ơi, coi mình phải nghiễn cái đầu chẹo cái cổ luôn vậy hà. Ghê gớm quá à, thôi không chơi bằng sang nữa, cho chị cũng bằng gốc đi. Rồi đây, chị chóng mặt quá, 25 đô. 25 đô, phải không cơn? Rồi, trời ơi, chuyện nhỏ, tiền bạc với chị nè, 10 đô. 20 đô. Nè, 25 đô đó cưng. Thôi cảm ơn cưng nghe chị về. Bye. Dạ, cảm ơn. Gặp lại nha cưng. Cảm ơn chị ủng hộ Bangkok nha. Bye chị. Dạ, con chào chú. Mày ăn cái gì mà mày dốt thế? Nhà này sống là nhờ in sang ban lậu. Mày vào mày cứ giới thiệu người ta mua ban gốc thì mày ăn cái gì hả? Mày ăn cơm hay mày ăn cám lợn? Dạ, cháu thấy chú bán ban gốc cũng có lời nhiều lắm. Sao chú lại chỉ thích bán ban sang là sao? Ơ, con này buồn cười vậy. Một cái thứ là mình không phải bỏ ra đồng nào, còn một cái thứ mình phải bỏ tiền ra. Thế mày lấy cái nào hả? Dốt, to đầu mà chả có cái tí óc, là đầu to mà óc như trái nho ấy. Ông thì cứ thường dạy bảo con là bán buôn thì một vốn bốn lời, kinh doanh doanh ngành nghề nào cũng cần phải bỏ vốn đầu tư. Ông thì ông muốn làm business mà ông không thích bỏ vốn, mà ông chỉ thích kiếm lời, thì con thấy có cái gì bất công trong đó rồi ông. Con này mày dở hơi à? Dạ. Thế tao nằm ngửa ra tao tự lấy tiền vào ấy hả? Xin lỗi mày, tao có làm lậu đi, một cái băng tao cũng phải đầu tư 75 sen. Nhưng mà tao biết đầu tư nó ít thôi, nhưng mà tao kiếm lời nó nhiều. Bây giờ một cuốn băng gốc tao mua 20 đồng, tao bán 25 đồng, tao lãi có 5 đồng. Trong khi đấy tao bỏ 75 sen thôi, mà tao bán được 8 đồng, 10 đồng thì tao lãi bao nhiêu tiền? Thế là tao lấy cái gì tao trả tiền cho mày? Nhưng thưa chú... Nhưng nghĩ cái gì? Dạ, chú cho phép đi rồi con mới dám trình. Nãy giờ tao có cho phép mày đâu, mày cũng xa xả mày mắng vào mặt tao rồi. Con nhớ ngày đầu tiên mà khi con đến nhận việc, chú chỉ vào mặt con, chú bảo là này nhớ, làm việc cho chú là chú tối kỵ nhất là không được ăn cắp. Mới ăn cắp một đồng là chú đuổi ngay. Chẳng những chú đuổi, chú còn gọi cảnh sát bắt cháu nữa. Thì ở bên cái xứ Mỹ này con đói đâu mà phải đi ăn cắp hả mày? Chú thì cứ bảo là không được ăn cắp, mà con thấy chú cứ ăn không của các trung tâm ban nhạc nhiều quá, thành ra con... Ô tiên sư con này, thế ngày hôm nay tao đứng ra đây để cho mày chửi tao à? Mày là cháu vợ tao đấy nhá. Nếu người khác tao tống cổ mẹ nó ra đường rồi. Buồn cười nhỉ, tao ăn không người ta lúc nào? Đây tao nói cho mày nghe nhá. Cái đấy tao không phải là tao ăn cắp, mà gọi là tao tiếp tay truyền bá văn hóa rộng rãi hơn. Hiểu chưa? Dạ chứ chú nói cái đấy không phải ăn cắp là cái gì? Chú cứ ngồi đợi các trung tâm người ta bỏ cả triệu bạc ra để mà sản xuất, rồi đôi khi cũng ít lắm vài trăm nghìn. Chú chỉ đợi người ta sản xuất rồi chú sang cả đống băng lậu ra, không ăn cắp là gì hả chú? Con này buồn cười nhỉ? Như thế mà mày bảo tao là ăn cắp phải hả? Tao làm ăn như thế là tao lương thiện, chứ mày bảo tao ăn cắp là ăn cắp cái gì? Dạ, mỗi đầu cuốn băng, chú không thấy người ta là ghi rõ lời cảnh cáo á, là hễ sang băng lậu á, là bị phạt 5 năm tù, hay ít nhất cũng bồi thường 250.000 đô la. Đấy, con thấy chú cứ nếu mà sang băng lậu mà truyền bá văn hóa kiểu đó thì có ngày chú cũng lâm nạn, nên con đánh bạo nhắc chú tí thôi. Tao cảm ơn mày, mày nhắc cho ông ta buồn cười bỏ mẹ. Con này khéo rảnh, ăn cơm xong đi lo bò trắng răng. Cấm tiên sư nhà mày, bây giờ cái luật đấy là chỉ áp dụng cho Mỹ thôi, Việt Nam mình chả có ai áp dụng cái điều đấy đâu mày. Nhưng mà... Tại vì mày không biết đâu, Việt Nam mình kỵ nhất là đưa nhau ra tòa, mày hiểu không? Ông bà mình có cái câu là vô phúc đáo tụng đình, chả có thằng nào hở một tí lại đi kiện, hở một tí lại đi kiện, vô tình đi vỗ béo cho mấy ông luật sư à. Thế chắc ông thấy người Việt ngại đưa nhau ra tòa nên ông cứ sang băng thoải mái chứ gì. Thì kệ tao, tao làm nhưng mà tao là trung thực, mày hiểu không?
Tao chẳng có lường gạt ai thì tao có sợ gì. Tao bán băng giả, tao ở bảo ồ chú ơi cái đây băng giả đấy chú ạ. Thế tao đâu có nói láo đâu. Chú thì không lường gạt khách, nhưng mà chú lường gạt trung tâm sản xuất thì cũng như vậy thôi. Mày buồn cười, tao lường gạt nói chứ lường gạt bố mày à? Cho mày rách việc thế hả con kia? Mày buồn cười. Ấy mà chú ơi. Gì? Cháu có chuyện muốn tâm sự với chú này. Mày buồn mày tâm sự, mày điện thoại về xuyên ban, mày tâm sự với mẹ mày, mày tâm sự với tao từ sáng giờ tao chưa ăn miếng nào. Nãy giờ mày nói biết bao nhiêu chuyện, bây giờ mày mới nói mày muốn tâm sự hả? Thế mày muốn tâm sự cái gì? Chú có nhớ không? Nhớ cái gì? Nhớ cái thằng ba con ông bà Tám ở gần nhà chú đây. Có lần nó ăn cắp cái mỗi cái quần jean giá chỉ có mấy chục đồng bạc thôi, không may lại bị bắt. Đấy, từ ngày ăn cắp trở về nhà là người ta cứ gọi là cái thằng ăn cắp. Cái vết nhơ cứ dính vào người nó suốt đời. Bố mẹ xấu hổ quá phải dọn cả nhà đi nơi khác ở. Con thì con cứ thắc mắc mãi là ăn cắp mỗi cái quần có mấy chục đồng thôi, phải cúi mặt vì xấu hổ. Còn ăn cắp tác quyền cả trăm nghìn của người ta như chú thì cứ hiên ngang ngước mặt nhìn đời. Lạ quá chứ nhỉ? Chả có lạ mẹ gì hết. Ăn thua là nó nặng bóng vía, nó nhẹ bóng vía thôi. Mẹ của thằng đấy yếu bóng vía, mày hiểu không? Mẹ chỉ mỗi có cái quần không à. Đây này, nhưng mà đấy nó là hai cái việc khác nhau. Bây giờ tao nói cho mày nghe nhé. Nó ăn cắp cái quần này, nó ăn cắp bó rau muống này, nó ăn cắp lon sữa này. Đấy là người ta bắt tận tay, vay tận cánh nó. Còn tao, tao sang băng trong nhà bố thằng nào biết tao làm cái gì. Nó có túm tao được đâu bảo tao ăn cắp. Cái đấy gọi là ăn cướp thì may ra. Nhưng mà con ấy, con trẻ thời non dạ, con cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu mà chú lấy bất cứ cái gì của người khác mà không được sự đồng ý của người ta thì đấy gọi là ăn cắp. Đúng. Sang băng lậu như chú cũng là ăn cắp, nhưng mà thuộc diện ăn cắp cao cấp đấy chú ạ. À. Ô thì thế là được rồi. Chỉ cần người ta đánh giá tao ở mức cao cấp là ok. I love my. Này tao bảo cho mày biết nha, bây giờ này chưa có khách, mày muốn nói gì mày nói nha. Nếu có khách bước vào xong mày mà nói gì tao người ta ván mày vỡ ra. Có khách kìa, lo buồn bán đi. Chào ông. Thôi vào mà này, tưởng lộn đi vào tiệm Thúy Nga dưới bôn xa. Ông anh sửa to quá, đầu quá. Em cũng phải sửa cái tiệm cho nó giống tiệm Thúy Nga để người ta tưởng lầm tiệm Thúy Nga, người ta vào người ta mua cho nhiều á. Đẹp quá, đẹp quá. Vâng, thế lâu quá chả thấy bác ghé tiệm em. Mới hôm rồi có gì, có anh gì mà bạn của bác ấy thường thường hay đến chơi đấy. Có ghé tiệm em xong bảo là bác mới lúc dày làm ăn khá lắm, mới trúng giờ cái bình đình ở dưới Los Angeles gì vậy. Thường thôi, cái đấy thường thôi. Mới trúng cái vừa rồi mới ăn ngon. Ô thế à? Trúng cái Plaza ở Huntington Beach. Ô thế? Ký một phát được kiếm mấy trăm ngàn, chẳng phải đụng dài tay gì cả. Ôi trời ơi, đây không ra tu nation nhá. Bảo này, bác ơi, em nói bác nghe này, mỗi người có mỗi cái số bác ạ. À đấy. Lắm, vì số bác là cái cung, bác là có cái cung điền trạch. Thảo nào bác cứ làm địa ốc nó dính cho còn em mở ba cái bé bé này chả bao giờ trúng gì, chỉ độc có trúng gió bác ạ. Đẹp quá rồi. Thế à, còn ở chỗ cũ không? Vẫn còn ở chỗ đấy. Lâu quá em không thấy bác ghé, em cứ tưởng đâu dạo này bác lên trên hưu ở rồi. Cái trên cái gì mà mấy người nhà giàu người ta ở nhỉ? Cái Joseph Hill đấy. Nói gỡ. Joseph Hill là cái nghĩa địa ông ạ. Đang làm ăn ngon cái ông ấy. Thế à, em từ xưa giờ em có biết đâu bác ơi, gớm cả ngày cứ đâm đầu sang băng chả biết ở ngoài cái hưu là gì. Nhưng mà nghe bảo là người giàu thường thường hay lên trên hưu ở mà. Nhưng mà bác ơi, ở bên này sao em đi sang đây bao nhiêu năm em mới nghiên cứu bác nhá. Ở bên này cái gì nó ngược ở bên Việt Nam mình bác nhỉ? Ngày xưa ở bên Việt Nam mình ở trên núi toàn là người dân tộc, còn ở bên này ở trên núi toàn là người quý tộc ấy nhỉ. Thế chỗ cũ này mà sao không đổi đi? Không được đâu, giỡn mày không. Cái nhà nó có cũ nhưng mà bây giờ có lên giá bao nhiêu được cũng không bán. Vì ông thầy phong thủy nói là căn nhà đó là nằm trên lông mày. À đúng rồi. Hên lắm không ạ? Đúng. Mình làm ăn mình phải tin cái đấy. Đấy. Nhưng đấy. Mà vất vả. Không vất vả thế nào được.
Thì từ cái lúc mà bắt đầu vô mánh rồi vô lên là bây giờ lên triệu phú ra đường thì giờ dân chúng gặp mình là cứ triệu phú này về phía kia. Đúng rồi. Đấy, ông thấy đấy chưa? Cây to thì gió cả, mà thuyền to thì sóng lớn. Đúng rồi. Phải xài cho nó đáng chết, có mang tiền được đâu. Tôi mới bỏ 80 ngàn ra đó. Làm cái phòng đằng sau to đùng luôn, phòng nghe nhạc. Ồ thế à? Nó gọi là cái home entertainment. Đi ra thỉnh cái plasma TV to đùng. Một dàn âm thanh surround sound cực mạnh. Vâng. Đấy, nghe nói hôm nay Thi Nga mới ra cuốn mới mang nghe thử ấy. Em nói bác nghe, mình làm cả đời, mình nhớ mình trời cho mình ấy, thì mình ăn xài cho nó đúng nghĩa, với lại mình enjoy bác ạ. Đúng rồi. Nè, hôm nay ấy lấy băng cho chú đi con. Dạ. Mà băng nó mới ra đây bác ạ. Bữa nào ông rảnh ông tới ông thử cái dàn của tôi hay lắm. Vâng, hôm nào em rảnh em ghé bác chơi. Dạ thưa ông muốn mua băng gốc hay băng sang ạ? Mày mới vào làm ở đây phải không? Cho nên mày mới hỏi ngớ ngẩn như thế. Tao là cái người trung thành với cái tiệm này đã 10 năm nay rồi. Hiểu chưa? Mày nhìn kỹ mà tao đây này. Nhìn kỹ này. Cuộc đời của tao không bao giờ mua băng gốc. Mày bán thì mày lo mày bán đi. Mày hỏi làm gì? Dạ. Tại con thấy ông đây triệu phú sang trọng. Con mới hỏi ông là mua băng gốc hay băng sang thôi. Đâu có biết ông thích xài đồ giả. Thôi vậy, cho con xin 8 đồng ông ạ. Mấy rồi? 8 đồng. Đắt. Đắt. Hồi sáng tao ngồi tao ăn phở có đứa bưng tới tận bàn nhá. Nó chỉ bán cho tao có 5 đồng thôi. Mà tao không mua. Dạ tao không mua với lý do là tại vì cái tiệm này tao quen biết. Hiểu chưa? Tao muốn mua để ủng hộ cái tiệm này thôi. Gớm. Ông muốn ủng hộ thì ông phải mua băng chính gốc chứ. Ông mua băng chính gốc thì ông ủng hộ nhà sản xuất này. Rồi ông cũng vừa ủng hộ ông chủ con. Chứ bây giờ ông mua băng sang lại thì ông mua ở tiệm phở hay ở đây thì cũng như nhau. Nhà sản xuất có được đồng bạc ở đâu ông? Thế cái nhà sản xuất nó không được đồng nào thay kệ thay nữa. Nhá. Thế mày lãnh tiền của ông chủ mày hay mày lãnh tiền của ông Ngạn mà mày lo thế? Hả? Ông chủ lớn rõ buồn cười. Ông bỏ những 80.000 để làm phòng nghe nhạc mà ông không bỏ nổi 25 đô để mà mua cuốn băng gốc sao ông? Chứ hệ thống âm thanh surround sao của ông cực hay mà ông nghe băng sang lại thì cũng như ông mặc bộ đồ lớn mà ông đi đâu quốc coi sao được. Giỏi nha, mày nói hay đấy, bởi nói hay quá người mày không lớn đâu. Có đứa nào điên bỏ tiền ra để chuốc cái phiền vào người không? 80 ngàn tao bỏ ra tao làm cái phòng tao không tiếc. Bây giờ tao bỏ có 25 đô ra tao mua cuộn băng gốc và tao bỏ vào trong máy tao nghe tao bật âm thanh lên nó to đùng, hàng xóm nó còm len nó gọi cảnh sát phải làm phiền tao không? Đúng đúng đúng. Đúng chưa? Còn bây giờ cứ mua cuộn băng giả bỏ vào đấy, nó chạy thì nó chạy, âm thanh nghe được thì nghe, không nghe được thì mình coi càng lâu hơn. Đúng. Ê, em nói cho bác nghe này, mình ở bên xứ Mỹ này mình không có thời gian. Đúng. Đôi khi mình coi cuốn băng gốc nó đến 4 tiếng đồng hồ mình. Đúng. Có ngồi mình coi hết được thì coi có một lần nó lại phí đi 25 đô. Đúng. Bây giờ bác mua băng tiệm em đấy chỉ có 8 đô thôi, nhiều khi bác coi cả tháng chưa hết cuốn băng. Vâng. Em mở lên xong nó đứng mẹ này. Mình thích con ca sĩ nào mình lại được coi nó lâu hơn. Tôi đây. Nhưng mà cuốn băng. Này, cuốn băng này bác. Nhưng mà cái này tôi nói hỏi thật không nha. À. Cái cuộn này có hay hơn cuộn trước không? Chứ cái cuộn trước kém quá chẳng có gì đáng coi không ạ. Cái này thì thôi bác cho em xin ý kiến này. Sao? Mình mua thì xem chứ không có quyền khen chê đâu bác ơi. Ok ông này tức cười nhỉ. Tôi bỏ tới 8 đô la ra mua mà tôi không được quyền phê bình à? Nếu bác bỏ 25 đô mà bác phê bình em welcome ngay à. Bác bỏ 8 đô bác mà mua mấy cái này, mua ba cái đồ này là làm sao dám phê bình bác ơi. Quên cái chữ phê bình đi, bây giờ em kể cho bác nghe đây. Nhà em đây, đây mới vừa xong anh. Con vợ em nó ghiền ăn cá kho tộ. À thế, rồi. Xong nó kho một nồi cá kho tộ này, xong đấy. Nó lại cất đi, nó giấu đi. À. Xong thằng cháu em nó lại thèm được quá đấy, nó đâu biết thế nào. Xong nó rình nó lại ăn cắp cái cá kho tộ nó quất hết đi. Quất vừa xong nó bê nguyên cái tộ, nó bảo ơi mợ, sao mợ kho cá dở thế? Không có thằng nào đi ăn cắp xong đi vạch áo cho người ta xin thẹo không? Thôi quên đấy. Đi. Sáng giờ con thấy chú của con nói là hay nhất, có lý luận sâu sắc. Đã coi băng lậu rồi thì đâu có quyền phê bình.
Nhưng con này sao nó lý luận ta chán thế chứ. Ôi, 8 đồng. Cho em xin 8 đồng. Vâng. Này bác ơi, em nói bác nghe này. Kệ nó, mình cứ mua đi. Bây giờ trên đời không cứ gì băng giả đâu. Nhiều cái nó giả mà mình thấy mà mình không chê được bác ạ. Tôi đồng ý. Cái chuyện này anh nói tôi đồng ý. Cái đám bạn của vợ tôi mà mỗi lần nó kéo đến nhà tôi, nó hát karaoke với này nọ, tôi không nhận ra đứa nào đâu rồi. Thế sao thế? Cái bà bạn đầu tiên á, thì đi vô bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, làm đẹp quá. Thế 9 bà kia đi theo, cứ xếp hàng đi vào, đi theo bảo em muốn giống chị này, em muốn giống chị này. Đến bây giờ té ngửa ra, cái mấy thằng chồng nó nhận cũng không ra nữa. Tôi nói thật, bây giờ bác nhìn một cái người đàn bà đẹp nhá, đi ngoài đường có thấy úi giời đẹp quá, nhưng mà mình không thể nào mình biết được cái nơi nào của bà là thật là giả. Thật gì đấy? Bây giờ là đô giả không? Đấy, 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 phải thế. Tôi nói thật, bây giờ mình toàn là những là đồ giả. Vâng, con chào cô ạ. Chào ông chủ. Ra tiếp khách cho con. Vâng. Cho tôi cuốn DVD Thiên Nga mới đi. Vâng, vâng. Dạ, chào bác. Bác mua loại nào cơ? Cũng mới nhất đó con. Cháu biết rồi, nhưng bác mua loại nào? Ủa, loại nào là sao? Mua nhiều loại lắm hả? Nói toạc ra đi, mua băng gốc hay là băng sang lại? Đúng, con này nó có cái tật cứ vòng vo. Ông anh, nói kìa. Lo cho bác đi. Dạ. Ở ngoài đường bây giờ thất nghiệp nhiều quá mà ông đi ông mướn nó con nhỏ dở hơi này về làm cái gì? Nãy giờ tôi đứng đây tôi nghe nó nói chuyện, nó thật như là nó mắng và mời khách còn buôn với bán cái gì nữa. Nó vào nhà tôi nó làm 2 tháng rồi. À. Tôi bực mình ngay từ 3 ngày đầu tiên cơ. Thì sao không đuổi nó? Nó là cháu vợ tôi, bây giờ tôi đuổi nó để cho vợ tôi đuổi tôi à? Sao ông chủ? Dạ đây mà băng đấy thì 25 đồng. À. Còn cái cuốn mà cháu ở trên nó đưa cái hình ảnh cái nó mờ mờ đó. Vâng, cái này nó mờ, cái này nó mờ, nhưng mà con nghĩ là nếu mà bác đeo kính thì bác không thấy cái bìa này đâu. Cái bìa thật thì bác còn thấy được một vài hình, còn cái này thì vô tư là coi như là everything là nothing. Nếu mà inside thì ok. Mà cháu bảo bác nghe nhá, cái này đến 25 đồng cơ bác ạ. Còn cái này á, thì nếu mà bác mua cái này ấy, thì bác save được 17 đồng. Cái này có 8 đồng thôi. Vâng. Thế bác mua cái này nó đỡ tiền hơn. Dạ rồi, ráng save tiền đi ạ. Vâng. Trời ơi, nói ông chủ nghe, tiết kiệm nó được 1 đồng là quý rồi. Vâng. Nói chi tới 17 đồng. Đúng rồi. Thấy không? Nói rằng ngay. Bây giờ tôi già rồi đâu có làm đâu ra tiền được. Vâng. Qua đây theo diễn HO. Vâng. Bị đi trễ quá cho nên tiếng U, tiếng Anh cũng không rành. Thấy không? Rồi bây giờ đang lãnh tiền vàng tháng có mấy trăm mà. Vâng. Để nhờ con cái phụ giúp thêm mới đủ sống đó. Đúng rồi. Ừ. Dạ con biết. Chứ triệu phú như ông chủ đây còn mua băng xăng lậu, huống chi là bác. Bác cao niên rồi, bác tiết kiệm là đúng lắm. Ôi con ơi, ai không muốn tiết kiệm. Nhưng mà tiết kiệm là tiết kiệm tiền của mình kìa. Chứ mà lấy của người khác thì đâu có kêu bằng tiết kiệm được. Nói thiệt thì cháu nha, bác tuy là nghèo nhưng mà chưa bao giờ bác mua băng sang hết trơn á. Bị đâu có đáng bao nhiêu đâu cháu. Thật hả bác? Ừ. Con hoàn toàn đồng ý với bác đấy. Đây nè, nói cho con nghe nha Hùng. Mỗi một lần mình đi ăn bên này đó là hết mấy chục đồng rồi. Sao? Mình nhín ra chút đỉnh 25 đô mua băng gốc về coi. Cả nhà coi tới coi lui, tính ra cũng còn quá rẻ. Đúng vậy. Ừ. Cụ ạ, mỗi người thì họ suy nghĩ một cách khác. Thế nhìn cụ, em cũng biết là cụ con nhà lính nhưng mà cụ tính nhà quan. Tôi đồng ý là mỗi người có quyền suy nghĩ một cách khác. Nhưng mà suy nghĩ cách nào đi nữa thì cũng phải dựa trên sự công bằng và hợp pháp. Thấy không? Người ta bỏ tiền làm băng. Mình sang lậu đó có nghĩa là bất công và bất hợp pháp. Mà mua băng sang á là tiếp tay cho sự bất công và phạm pháp. C-
Cụ ơi, mày đưa cuốn băng cho cụ ấy, rồi tiễn cụ về đi. Dạ, con đưa cụ rồi nhà, ạ. Rồi cụ đứng đây, cụ nói nhiều khi lại hụt cả hơi. Gớm, cụ ơi, nhà con là chỗ sang lậu mà cụ đứng cụ ăn oang, thế tội nghiệp con. Cụ mua cuốn băng có mấy chục rồi, nó vào nó hốt cái tiệm con mấy chục nghìn cụ ạ. À, ông ngại tôi nói lớn quang quang là chắc ông cũng biết là cái việc làm của ông không đúng phải không? Phải không ông Tầm Luân? À, thôi chào ông chủ tôi về nhé, để thử cái này coi nghe vâng, sao vâng. À, thôi chào cụ nhé. Vâng, anh về. Chứ về chứ đứng đây nghe cụ giảng đời chán bỏ mẹ. Khoan khoan ông Triệu Phú, trời ơi ở lại đây. Triệu Phú mà đâu có làm gì đâu gấp gáp vậy. Ở lại đây à, tôi chỉ xin ông chừng phút à. Ông về ông coi cái cuốn DVD này á hả, có 5-6 tiếng lận. À đúng đúng. Ờ à, để tôi nói chuyện với ông chút. Dạ. Tôi nói ông nghe, tôi đâu có dám giảng dạy cho ai đâu. Dạ. Nè nhìn đi, tôi già rồi, cả ngày đâu có làm gì đâu, phải không? Nhờ mua ba cái DVD ca nhạc này nè, về vừa coi giải trí mà vừa được duy trì cái nét cái dân tộc văn hóa của mình nữa, rồi còn con cháu mình à, có dịp để mà học hỏi thêm tiếng Việt, phải không? Dạ thôi chào chào cụ nha. Dạ. À, khoan chưa hết phút mà. Nè tôi nói cho ông nghe, ở trong cộng đồng mình nó có mấy trung tâm băng nhạc à. Mỗi năm mỗi trung tâm nó sản xuất đâu 4-5 cuốn thôi, thấy không? Rồi giờ mình là đồng hương, mình phải ủng hộ đồng hương, phải hỗ trợ cho người ta, thấy không? Chứ ông thử nghĩ coi, bây giờ á người ta làm không được, thấy không? Rồi á lỗ vốn, sập tiệm, bỏ nghề. Ông có thể tưởng tượng lúc đó đồng bào mình lấy gì mà coi. Tôi là chỉ nghĩ đơn giản có vậy thôi. Bác nói đúng đấy. Con đứng bán hàng ở đây lâu nay con biết, may mà vẫn có nhiều người ở cộng đồng mình dứt khoát là phải mua băng gốc cơ, chứ không là các trung tâm băng nhạc không còn tồn tại đến ngày nay đâu. Đúng rồi. Và lại nghệ sĩ mình trở thành kiếp cầm ca rồi. Thế nghệ sĩ không là kiếp cầm ca thì cầm gì? Ý con nói đây không phải là cầm ca đấy, mà là cầm ca đi ăn mày đấy. Thì đi ăn mày kệ nghệ sĩ. Mày vô duyên đấy, mày sao mày đi lo cho mấy con mấy thằng nghệ sĩ làm gì? À bà chủ, chào bà chủ. Gì? Đi với em, đi qua gặp con mẹ Kim Tuyến. Nó dám lừa gạt em. Nhà có khách. Có việc gì? Thì tuần vừa rồi đấy, con mẹ bán cho em cái nhẫn hột xoàn này này. Sao? Bữa nay đi appraisal mới phai đao ra, xoàn giá. Mang tiếng là hả? Vợ của con, vợ của nguồn trung tâm lớn vậy mà đeo đồ giả. Thế có bé mặt không ấy chứ? Ô tiên sư con mẹ này, hôm nay làm ăn nào vậy? Bố tiên sư, tao ghét cái thứ lừa gạt này, tao qua được đấy. Ông bà chủ, ông chủ, bà chủ. Sang đánh bỏ mẹ. Đúng rồi đấy. Gió khổ. Ông chủ, bà chủ cứ bán băng giả cho người ta thì cuối cùng cũng có người bán đồ giả lại cho ông chủ, bà chủ. Chứ có việc gì đâu mà tức giận. Con kia, mày câm mồm, mày biết gì? Một cuốn băng lậu ở đây tao bán, một băng quân giả ấy. Tao bán tao lời tao vài đồng, làm sao sẵn được cái hột xoàn 8.000 đồng của tao. Tao mất 8.000 tao không tức. Mà tao tức ở đây ấy, nó dám lường gạt tao. Đúng là cái quân lường gạt, cái quân ăn cướp, cái quân mà bóc lột sức lao động người ta, cái quân á thiệt tình. Này này, nhìn chửi mẹ thẳng vào đây này. Chưa thấy cả nhà nó tự dưng mày sắn sỏ mày chửi mày sai. Xin lỗi mình em nhầm mồm. Nhưng mà thà là bạn lương thiện như mình ấy. Này nhá, mình bán hàng giả thì mình bán phải giá giả. Con mẹ nó bán hàng giả mà nó lấy tiền, nó lấy tiền giá thật. Nó có tức không ấy chứ? Đúng rồi. Anh ghét cái kiểu đấy lắm. Đúng. Để phải sang chửi nó. Đúng rồi. Tại sao mà nó bán cái 8.000 một cái hột tròn mà bự chà bá. Cái này mấy ca bao nhiêu tiền? 3K2. Bao nhiêu tiền? 8.000. Tao không bao giờ tao đeo hột tròn, nhưng hôm tao ra tiệm Ngọc Quan tao hỏi rồi là 3K mấy này nó phải nằm được độ 20 mấy nghìn. Bây giờ mày mua 8.000 thì nó có thật là tao con đẻ mày. Giống cái kiểu như là cuốn băng thật mình mua 25 đồng, băng giả nó có 8 đồng ấy, mày nghe chưa? Nhưng mà em tức á là con mẹ đấy nó dám lường gạt em ấy. Tiền của mình á, mình quậy bao nhiêu lần cái đợt băng giả mình mới mua được cái nhẫn này, bây giờ nó lường gạt làm sao mà em chịu được. Trời ơi mày, mày nhí nhà nhí nhảy, mày mua 8.000 đồng mà 3K ra thì chỉ có Cubit Arizona chứ làm gì có hột xoàn. Nhưng mà cấp không? Thôi ông bà ơi, trời ơi đừng có nổi nóng giận chi. Ông bà mua cái hột xoàn này á, giả phải không?
thiệt hại có 8.000 đô thôi. Trong khi ông bà bán DVD giả lời 8 đô. Nhưng bà đâu có biết mỗi một đợt phát hành băng như vậy đó, ông bà bán cái tiệm này ít nhất cũng phải vài ngàn cuốn. Chưa tính mấy cái tiệm trên toàn thế giới nữa cũng khoảng lên tới số chục ngàn á. Rồi như vậy có phải là trung tâm băng nhạc á, người ta bị thiệt hại ít nhất cũng phải cả 100.000 không? Ông bà thử nghĩ lại coi, cái nào ghê gớm hơn? Bé ơi, bé. Dạ. Lấy chú quân bằng gốc. Dạ đây thưa chú. Chú nói thật cho con biết, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của chú mà chú mua bằng gốc này. Bao nhiêu? Đấy, cuốn này đúng hơn nè. Cuốn này nó không phải. Bao nhiêu đây? Dạ 25 đô. Dạ cảm ơn chú ủng hộ băng gốc nha. Làm gì mà thân thân đây? 8.000 rồi. 8.000 cái gì? Bây giờ có 10.000 cũng phải cấm mồm. Chồng bà đi lường gạt bà chưa lo, bà lại đi mà vào đấy rồi bà mua như thế là đưa đúng rồi. Bây giờ cuộc đời bà bây giờ đấy, bà bị rồi đấy. Ngày xưa bà ông xúi tôi cho ai làm cái băng giả này, bà ông xúi tôi cho ai. Bây giờ nói chung là mình lừa người ta thì người khác lừa lại mình. Ấy trời kêu là quả báo, bà hiểu chưa? Hay quá, hay quá, giọng hát quay, giọng hát quay mà hay quá vậy, ai vậy? Cà Vinh hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Cà Vinh. Hy sinh. Cà Vinh hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Hy sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Cà Vinh hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ sĩ gì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác. Dạ của em. Giọng hát hồi nãy là của bác. Của em. Ý con nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À của em. Thì ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Dạ. Em sinh năm mấy? Năm 1983. 83? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Vậy? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được thi đúng không? Dạ. Chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thi. À em ơi. Ừ. Cái bài hát hồi nãy em thâu á là mới đây đúng không? Ờ mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. Kỹ thuật sao? Kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung. Nó có hộp, có hộp á. Hay quá, phối hợp với kỹ thuật phải không? Mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung á. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào con nghe thử, nếu được con sẽ nhận bác. Nhưng mà với điều kiện chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi. Không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình. Không được. CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày, để ông đọc. Lầm to. Được, thử xem. Mà bây giờ là thi ha. À, giới thiệu. Xin giới thiệu với khán giả, thí sinh Kha Vinh hiệp sĩ, xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Đó, một bài hát rất là truyền cảm có của Kỳ Phương, mang tên Nhớ Em. Hạp ghê hả? Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop.
biết hết. Gì vậy? Hip hop này lên trên phòng. Nhớ em lòng này nhớ tới em, anh nhắn cho mày mong em đến đây. Nhớ em lòng này nhớ giang tấu đi, trời ơi nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ ha. Bác đi về giùm con. Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi, ý em nói là rớt rồi hả? Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè, bị cái lòng đam mê nghệ thuật á, bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì hôm nay nè, trời ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. Mình hát dở người ta mới nhớ. Đúng hay. Giống như thi hoa hậu á, thấy không? Sao? Con nào xấu, người ta nhớ con đó chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Cảm ơn, được, cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi, nhớ tới em. Nhớ tới tôi. Nhớ tôi. Dạ, đam mê nghệ thuật ghê ta. Hay. Mày nói ai già? Bác chưa cái gì cái chỗ quẻo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Hả? Hồi nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulance nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi ta khỏi hát nữa. Thôi cho hỏi nè, năm dạ. tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Tao thi nữa nha. Thi bài gì? Give me a girl after midnight. give me a girl after midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp con gì đâu không? Cái gì? Dạ, giám khảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Dạ em thi, em đi trễ máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi, bữa nay không có ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai cái tivi để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ, em là thí sinh thứ 16. Tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy, giám khảo? Giở mặt hả? Thi ca hát. Dạ trời ơi, em mạo em quên. Dạ. Nhanh đi. Dạ sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chở Câu Duyên. Có nghĩa là anh hát nhạc Hoa. Dạ không phải nhạc Hoa. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chở Câu Duyên là gì? Là chuyện câu giờ. Hay. Hát nghe thử, cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ, để em lấy microphone. Hay quá, thí sinh này lạ. Háo kiến này cho mắt nó dễ diễn tả. Hát. Dạ. Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người. Hay quá. Một người đi với nụ cười hắn hiu. Wow. Hai người vui biết bao nhiêu. Wow. Một người lặng lẽ, lặng yên đứng nhìn. Hay. Đứng nhìn. Hay quá. Một lát rồi đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Một hồi mệt quá, lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn một lát rồi lại đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước, à, người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới. Một hồi mỏi cẳng, à,
rồi lặng yên đứng nhìn. Vô đời mới, vô đời mới. Nhìn một lát rồi lại đi, người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Ôi trời, mệt quá, mệt quá. Rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Đâu giỡn mặt đâu. Có một lời hát hoài. Đi nãy gì đi tới lui không có dừng hả? Ủa? Giỡn mặt hả? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện câu giờ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng. Nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá. Hay vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Coi vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó à. Thường thường mời em tới để hát cậu giờ không ạ? À? Em phê lắm à. Em mới lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái nín nè. Ủa bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả? Cái đó thì em có anh có chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Dạ. Anh có hai tay. Dạ. Một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ anh em làm hoài mà. À được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Dư sức quá cầu. Dư sức quá cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. À. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Đấy. Đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ năm ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọn. Chọn. Rồi bác Khảo em. Anh chọn đi. Ông Khảo cầm em này. Em chọn đi. Rồi chọn. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? Ba đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kì vậy? Trời đất ơi. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sóc dữ lắm nè. Tôi nói gì quá vậy? Mà anh bị phân tâm. Thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ngoài đây. Ủa Thí sinh Thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo ơi, biết hát có nổi không à? Mập thì vô duyên rồi. Gì? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Mà ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập như mày muốn đi hát là phải đài é cho con. Bây giờ sao? Dạ chào ban giám khảo. Em muốn tên thi... Tên gì? Em tên gì? Dạ em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi đây tên lạ không à. Tên chóng mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây anh thi gì? Dạ em cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi. Ca sĩ người ta đẹp người ta chụp hình. Còn ông mặt xấu quá. Ông không biết gì hết trơn hết trọi. Bây giờ thời buổi gì rồi. Người ta chơi tới computer rồi. Ca sĩ người ta chụp cái hình vô. Thấy không? Người ta chỉ cần bỏ vô computer. Vô Photoshop. Cà cà lấy con mau cà. Mấy cái nếp nhăn bay hết trơn. Đúng hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ ông đâu có biết. Sao? Nhiều khi ông mua ở đây ông nói trời ơi con nào đẹp quá vậy. Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông đưa lên mặt nó trời giống hai mẹ con luôn á. Thí sinh này thông minh. Nó hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ em muốn thi. Thi qua đây đó. Dạ. Bây giờ có tài năng gì? Nói. Dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách. Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao?
Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À đúng 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 đúng. Học hỏi học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp. Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài. Bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ẩm chưa? Sao thấy đứng còn run vậy? Nhớ mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu đâu em, tại em thấy nhà nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng, bôi mùa lạnh là ham hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi. Người ta đang lạnh anh ông lại đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi được. Không được rồi, coi nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn em, tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À. Đó em muốn tạo cái phong cách đó. Ví dụ như cô Linda Trang Đài cô lên sân khấu. Đúng. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cổ nhảy không đủ đâu. Đúng. Cổ nhảy một hồi cổ nhảy lên thằng quánh trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Ai, em muốn tập phong cách đó. Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời ơi, nói chuyện lựa người hát hả? Trời ơi. Trời ơi, sao tôi hát đi, hát bài hát những người khuất mặt vậy? Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ. Lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? Em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thôi. Bây giờ em bắt trước chú Duy Khánh. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam. Và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi. Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Đòn Tình Quê. Hay. Giống quá. Nói thì giống mà hát biết sao để coi. Hay quá. Chúng vui đêm này cho trọn tình quê hương ý, đẹp tình yêu thương mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương ý. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi. Em ơi. Sao nghe nó lạnh vậy? Trời ơi. Có khi nào chú Duy Khánh không về không trời? Mày. Ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Tôi nghe. Thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi. Giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chỉ định hát sao? Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Vậy mới hay. Còn này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng. Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Phải. Ừ. Trường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai có biết ai mà Tuấn Ngọc đó. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi, tôi nói anh nghe nè, mặt lạnh đó là như Tuấn Ngọc thì em làm được. Nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi. Ảnh là giọng ca anh ấm lắm, mà giọng tôi thì giọng tép không à. Làm sao tôi hát giống ảnh được. Vậy mới có điểm thêm có. Thi không? Hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn. Mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát. Đó là bài riêng một góc trời. Được. Em sẽ hát mà mặt được. Lạnh. Mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui em nói okay, trước okay. À. Mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu, mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi.
lạnh quá. Mặt lạnh quá. Mặt quá lạnh luôn. Vô. Tình yêu như nắng đang đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề em về lối xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mây vẫn mây trôi, mưa vẫn mưa rơi, hát yêu đời tôi. Yêu ngón tay chị chị. Ngoái ngoái nè. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hà lá khô. Đấy. What? Vòng tay lấp lánh, bước chân ơ thờ em về lối xưa. Mà nhiêu nữa. Hà còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi chẳng mệt quá. Trời đất ơi, tôi là ai anh? Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn, rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác, anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy hả? Anh bị trừ điểm. Sao vậy? Đang ca giữa chừng ngưng. Ờ đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy á. Sao đó lúc mà phát ra đó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. À. Em chỉ cần khòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hát hên xui rồi. Hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát đừng mang tên là Người Yêu Cô Đơn. À. Oh, được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi nhưng mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát mày cái răng lạnh mà để tao nghiến răng vô vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng nghiến mới chịu nổi. Trời ơi, nghe ông hát xong mà nghiến cái. Anh nói ban vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè, là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn. Sao hát được? Vậy thôi, giọng nam không? Có được giọng nữ nào? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm. Ai, nhưng ai? Mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Hey. Mà em nói anh nghe nè, tại vì em muốn lựa cái phong cách để làm chi? Chị biết không? Chị nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, à. 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng à. Người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng. Tới giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu của em luôn rồi. À. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nó nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Ừ. Còn Thái Thành đó. Trời ơi. Được không? Khó lắm đó nha. Hên xui. Ừ. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Oh, được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh
xanh. Một dòng tràn mong manh, một dòng sầu quyến luyến, một dòng sầu mấy kia, một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiền. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hey. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Hey. Cuối cùng là sao? Cuối cùng. Dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì? Bắt trước không à? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao? Cho tụi em có cái riêng đi. Cho có cơ. Bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ dạ được được, cái đó được, cái đó được. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ dạ. Nếu mà trả lời được tôi cho hai anh đậu. Dạ dạ dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn, dạ, đang cầm cây súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đốm. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi, một con đậu lại. Đố hai anh, tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa vậy chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. À. Một con bay đi báo cảnh sát. Còn một con ở lại làm nhân chứng. Ông này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc xong của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không có thua gì đâu. Chứ muốn vậy? À là này này này. Giám khảo đã đố thì phải cho tụi em cơ hội đố lại chứ. À đố đi, đố đi. Vậy em đố giám khảo. Đố gì đố nhanh nhanh đi. À. Ừ. Có hai thằng. Ừ. Một thằng mù, một thằng câm. Ừ. Đi vô một siêu thị. Đúng. Thằng câm nó muốn mua cái nón. Ừ. Rồi lấy cái nón nó đội lên đầu, rồi lấy tay chỉ ông chủ hiểu bán cho nó cái nón. À. Đúng. Vậy em đố hai anh. À. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông, nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Thật. Nó lụm cục xà bông nó chà chà lên đầu nó. Đúng. Thật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Bán tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. Đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. À, sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông thọ. Ông thọ ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két. Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Ê, trời ơi. Hey. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay à. Hay thí sinh quá hay, chúc mừng, chúc mừng. Nói chung là mình quê. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Thôi tôi đi giờ, trễ giờ, trễ giờ tôi đi. Ủa giám khảo đi đâu? Giám khảo gì? Ủa anh là giám khảo mà. Tôi phải giám khảo đâu. Ủa chứ anh là ai? Đấm bóp giấc hơi. Rồi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Hả? Mấy ngày nay ta chấm thi ta mệt quá, tới massage mà. Rồi rồi, đấm bóp giấc hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng. À. Sẵn mình tới anh xin chữ ký luôn. Vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha. Hả? Tôi xin chữ ký về tặng vợ. Trời ơi, sanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. Phải còn anh không? Không, vô duyên, bởi vì vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Còn anh nó giống anh không? Không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Giống, giống. Dạ, chúc mừng anh. Chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em đi vô duyên hơn tôi nữa đó. Thôi tôi về à. Chỉ em biết biết sanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ sinh đôi đi. Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là sanh như ý. Là sao? Hả? Thí dụ như là muốn sanh một hả? Coi phim Kẻ Cô Đơn. Sanh hai. Coi phim hai anh em sanh đôi. Sanh ba. Ba Chàng Ngựa Lâm Phá Thủ. Sanh bốn. Tứ Quái Sài Gòn. Sanh sáu. Sáu Người Đi Khắp Thế Gian. Sanh 13. Tập Tam Thế Bảo. Sanh 14. Tứ Thập Tứ Nữ Anh Hào. Ôi chết mẹ, tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi phim gì? 101 Con Chó Đớn.
Thôi vậy 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 lẹ đi, vậy lẹ đi. Thì nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa, sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi được coi phim. Phim gì, phim gì? Vị thái giám cuối cùng. Vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu nổi. Con trai hay con gái? Con trai. Bóng chắc luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy bác? Nói với chung là vợ bà bác mà có bầu nữa, con còn chúc mừng bác á. Thôi vậy bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị chương trình khác, người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm mỹ Khơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu con ó của Công ty An Hiên Corporation, Usis Group, Young Healthy Lush của Công ty Hằng Lê và Teletron. Không thèm kéo mất vì đã có mời em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại, chồng tôi lắm. Mày đứng lại, mày đứng lại, tao giết mày chết. Mày đứng lại nè, tao nói mày nghe, đi đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa mày nói mắc cười quá, cuộc đời tao có gì vui đâu. Tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Thì mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Để tao ông nói vậy ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện á mà để cho ông có sức khỏe để ông lo đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con? Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn, trời làm sao mà cúng rước ông bà chứ. Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà về làm giống ông gì? Không có nghe ngược gì. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. Vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mớ mày nói tới tao. Ông nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời... Tao mua để tao chuẩn bị, để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới đây là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bộ tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nha. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nè. Ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha. Để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi. Bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Cái gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Tao làm gì đâu. Hồi mà tao lấy mày về tao mập bự con. Ha? Xong đầu lấy về xong xuôi. Mỗi lần mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì, 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ anh là một người chồng nát rượu như vậy.
Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi. Không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá là hắn hay con. Anh đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Mọi gì? Trời ơi, ta nói mày nghe, mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi, đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi. Để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà. Mất dạy hả mày? Mày nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó. Chứ không phải tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều, ai ăn ít rồi. Đi mày! Anh đuổi tôi nha. Đi! Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó, khiên tôi đi tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi, đó mà khiên kiệu. Đi ra đây! Anh... Đi đi! Trời ơi! Có cái chỗ nào mà lấy mỡ xa cho đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. Một mình một nhà, muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cưỡi nhửi cái gì. Gì vậy hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin sét đánh. Cái gì? Tao con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Vậy tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nghe. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, trải chiếu ra. Bây giờ nhà tao không có ai. Trải chiếu ra tao với mày nhậu mút chỉ. Đúng người rồi. Ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè, tháng ba mới tới rượu chè. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng ba. Rồi. Anh tươi nhậu đi. Anh tươi có nhà không anh tư? Anh tư ơi, thần tài đến bên anh rồi, từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên, anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia. Mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ vậy mày? Kệ em đi, anh xăm xôi quá à. Nó anh... quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... tao nói nghe nè, đực. Gì? Kỳ quá à, anh Tư.
tao kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà, Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ Đực giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì vậy? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc tư. Mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. Đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à? Tâm bái. Ê, mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư vậy? Sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó. Nó quay clip lại nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạc máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hai làm gì tà te? Từ... Ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè. Từ từ. Tao mới uống sơ chơi chứ tao không có chỉnh đâu ạ. Tư kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho như cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, nó bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai? Bây giờ mày ra đây làm gì? Em nói anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó, trúng độc đắc. Gì vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? 3 tờ 3 tờ giấy số. 3 tờ 3 giấy. Mày để đâu? 3 tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? 3 tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Ê, đực, quỷ. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Anh trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, đáng với số mà. Làm sao mà em sẽ trật được ôi chứ ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thấy ớn luôn ha. Dạ. Ôi ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi. Em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá. Xong rồi anh cãi với chị. Xong rồi chị đá xong phía bay. Anh dâng dính lên trên tường. Té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Dạ. Yeah. Xong rồi lúc mà anh nhậu xuống anh định ngồi vậy. Anh định trả lời chị. Chị tán thêm hai bạc tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi, ba cái vụ tiền 6 tỷ, trời ơi, hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi, trời ơi. Anh hai. Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây, em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông để em xích cho anh nha. Trời ơi, nè, cái hộp nó lấp lánh vậy mới là hộp thiệt nha. Đó, người coi tới là người Việt ở Mỹ là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy.
Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Anhin Corporation xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi coi. Dạ. Thôi, thôi cho tao luôn nha. Ê, bậy, bậy. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày nói. Đứng lên. Sao anh tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy trúng rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết thấy đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi trúng. Giấy dò đâu? Dạ, dạ, giấy dò thì gì? Mày đọc coi trúng không? Dạ, 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 rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không, đọc đi. Không. Đọc đi. Không. Cái con quỷ. Trời ơi, mày đọc mà. Dạ, em nói là số 0 đó anh. Số 0. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ, có đều có số 0 hết. Dạ, không, không. Không, không. Không, không, có luôn. 2, 2, 1. 2, 2, 1. 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý. Trời ơi, trời ơi. Không, không, 2, 2, 1. Ê, ta trúng rồi, hai ơi. Không, không, 2, 2, 1. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết đó hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời, tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy. Khỏi cần khen. Nói nghe nè. Thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may yên mắn. Yên tâm đó. Yên tâm. Tao nói cho mày nghe nè được. Ê Ngọc. Tao nói cho mày nghe này nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí á, anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ. Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền làm gì? Dạ, cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè, trời ơi. Trời ơi, tao tưởng cái gì? Ba cái đồ quỷ đó hả? Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự, đặt vô, ok. Ôi, không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ, tự nhiên cặp bự, tự nhiên để lấy cặp bự treo toàn tèn bị ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe, mày đứng mày nhỏ nhã một hồi á, không cho một cắt. Báo cho mày biết vậy luôn á. Về đi, về đi. Có tiền muốn nói gì nói nè mày. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em phải không? Không. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Ê Đức. Đức nghe. Ê Đức. Bây giờ đi lãnh vé số. Đi lãnh vé số. Bữa nay 30 Tết. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận. Nhét vô đây. Hộp, bỏ vô đây, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Mày để trong đó yên tâm rồi đó. Yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi. Uống đi. Bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Sang năm hợi mà. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi, còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Đất coi ông nội ơi nó uống. Uống nữa đi, uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Uống ha. Uống đi. Phê. Ráng uống nữa thêm miếng nữa đi. Uống miếng. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ giấy số này, 3 tờ này là của mình phải lấy lại thôi.
bà từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này ở dưới nằm trong bụng má nữa trời. Không sao, tao loại ra, tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Cho nó ngủ khôn chứ trời. Trời đất ơi, sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này trời. Nó không có không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó làm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Anh Tư đâu? Anh Tư đâu, chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa kìa anh Tư, kìa anh Tư nằm kìa. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ông nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi. Anh hai, anh vô nhà tôi. Anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè. Anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy? Hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Trời ơi. Bây giờ ông muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ ý là 6 tỷ. 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập cho mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Anh hai gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe vậy? Ê, kiến cắn người, kiến cắn anh hả? Mày không biết con vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi mày lót kiếp hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Để tôi... Trời đất ơi! Tôi đâu phải heo đâu mà khiêng là thập quyết ăn Tết. Ôi trời đất ơi! Trời đất ơi! Nè! Cái người đàn bà có tập tạ kia. Liệu hồn nha! Nè! Nói cho anh biết. Con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng. Chồng tôi trúng số, độc đắc. Một tờ 2 tỷ, 3 tờ là 6 tỷ. Ha? Mà... nó nói trước khi nó đi trong nhà này có 3 người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cớ nha. Dù khóc người ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách, mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách, mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được làm sao chị Tư à? Như vậy. Anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết gieo chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha? Tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng,
vì nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh thì là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân, đúng không anh hai? Ờ. Vậy biết. Em được không? Gì? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Ờ, tôi thưa ra tà đó, tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Ờ, này. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Trời ơi. Chị Tân. Chị làm gì vậy? My, heo My. Chị Tân. Ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân ta. Chị Tư. Ôi gì? Chị Tư. Trời ơi đó, anh tự nhiên tỉnh dậy rồi. Mấy nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, băng được 3 tỷ giấy số cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi. Dám, dám. Dám. Trời ơi, 3 tỷ của em. 3, 6 tỷ nè chị. 6 tỷ nè chị. 6 tỷ. Dạ. 6 tỷ nó đâu về ta. Nè. Ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư. Tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ. Em là em thích màu mè lắm đó. Dạ kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha. Anh gan dễ sợ luôn á anh hai. Mày đừng có ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bà mày ăn vừa rồi rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Ừ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt tao mặc để tối tao ngủ mày biết chưa. À, chị Tư. Thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không. Chị Tư. Nói cho anh biết. Bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi mượn vốn làm ăn thôi. Mượn cái gì? Chị Tư, thôi. Bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ lên. Dạ, dạ. Dạ, 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 em Tư ơi. Ốm mà nặng như em Tư. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỡ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Ê, tỉnh gì chưa? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Con nghe là tao biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ. Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết. Có giấy số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì chết đây nè. Anh không cần đi chơi. Đi chơi. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó có học trò đó. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. 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 Anh cứ đi đi. Đực. Hãy. Đực gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè chị Tư. Trời ơi. Đồ cái thứ. Cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đồ đến phiên anh cho. Mà phải là do chị Tư cho. Ba tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng. Ăn ở bất nhân sắc đức. Nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tỷ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị hai, trời
ngựa vé lộn kia tao lấy có 6 tỷ nha mày. Mấy chục tỷ nói mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi sao có ngồi nhậu? Cherry vậy trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được cái trời đó. Trời đất ơi trời. Chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay. Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc cái gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường. Không lẽ tôi mặc bộ đó cho hôi hả? Tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi chồng con. Mà đang nhậu mày đưa con vô chi vậy? Đi vô gì nghe. Tôi đang nói gì gì đào vô mày cho nó ai cái gì? Tôi không có nhậu nhẹt, có xỉn gì hết trơn á. Kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ, dạ. Tại dạ, sao dạ. Xuất hiện đây? Trời ơi, chị hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ thế chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về, tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơn mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ, ông ra tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi thả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy lại rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tao bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Tết. Bây giờ mình kìm hãm thú tính lại. Mùng 3 mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quýnh cho bỏ tật ăn cắp. Dạ. Yeah. Được rồi, nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quýnh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Ngồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con đi về. Dạ, rồi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube của Thiên Nga. Trung tâm Thiên Nga sẽ mang đến cho quý vị những chương trình với nội dung phong phú hơn trong năm mới. Xin cho chúng tôi biết những sở thích chương trình giải trí mà quý vị muốn xem bằng cách comment dưới mỗi video. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị.